Xin chào mừng tất cả các bác đã cùng quay trở về với Quinaro và tiếp tục các video. Thì những ngày hôm qua thì em cũng đã có những cái bộ mic, có hai cái bộ mic mà em ra gọi là tranh xả cho tất cả bác. Thì rất là nhiều bác chậm chân, tức là gọi điện cho em nhưng mà hàng đã hết mất rồi. Thì ngày hôm nay đây em đã lọc ra tiếp tục được hai bộ mic tiếp theo này. Em lọc ra còn sót lại hai bộ mic ở chính hãng của BBS nhá. Đây là hai bộ mic chính hãng của BBS, một bộ là bộ BBS KT600, được chưa? Đây bộ KT600 ở trên đây, được chưa? Với đầu thu rất là đẹp, tay của nó đây. Đấy. Còn bộ ở dưới là bộ BBS DMX U2800. Con này có cổng sạc pin nhưng mà thôi coi như là nó hỏng đi nhá. Em coi như em tính giá nó không, coi như là cái sạc pin nó không có sử dụng được đi. Được chưa? Tất cả bác hôm ngày hôm nay thì em sẽ có hai cái bộ mic này để lên cho tất cả các bác, những ai mà ngày hôm qua muốn săn mic giá rẻ và chất lượng tốt thì ngày hôm nay thì em có hai bộ đây, hai bộ và tiếp tục hai bộ mic BBS hàng chính hãng này. Thì ngày hôm nay em sẽ cho các bác với một cái giá cực kỳ tốt luôn. Và trước khi cho các bác một cái giá cực kỳ tốt để cho tất cả các bác cùng chơi thì em sẽ cùng với tất cả các bác cùng test. Thứ trước tiên là sẽ đi test cái bộ mic này, hiểu chưa? Test hai cái bộ mic này để xem là nó có cái gì, chất âm của nó ra sao, thì tất cả bác có thể là cảm nhận được và đánh giá được rằng là với cái tầm giá tiền đấy nó có ok không, được chưa? Đây là một bộ mic BBS KT600 đây nhá, tay của đây, được chưa? Tay của nó đây. Và cái dòng BBS KT600 này thì sử dụng côn cam các bác nhá, được chưa? Sử dụng côn cam chính hãng của BBS luôn đấy, tay chân rất là đẹp luôn. Được chưa? Tay chân còn rất là đẹp. Đây. Được chưa? Con này sử dụng vì đỏ các bác nhé. Vì đỏ. Con này đặc biệt cái phím nguồn của nó thì sẽ được giấu đi ở đằng sau cái chống lăn này các bác này. Đây này. Đó. Khi các bác ấn vào đây nó lên nguồn thì các bác có thể gạt lên. Thì trong quá trình sử dụng cái bộ này nó rất là tiện lợi, một số bác rất là thích cái bộ này của em, bởi vì là trong quá trình sử dụng các bác là nhiều khi nó cứ bấm nhầm vào cái nút nguồn ấy cho nên nó sẽ bị tắt đi, nhưng cái dòng này thì sẽ không, cái trường hợp đấy sẽ không bị xảy ra các bác nhá. Được chưa? Đây là cái tay của BBS KT600 đấy. Còn ngày hôm nay thì em lại tiếp tục có một bộ DMX U2800. Đây là một dòng BBS chính hãng các bác nhá, đây là dòng của BBS luôn đó. Nó thiết kế đây là cái mã của nó thôi, còn đâu đây là một cái dòng mic BBS chính hãng luôn, hàng em cam đoan là hàng BBS chính hãng, được chưa? Ai phát hiện hàng giả hàng nhái thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và các bác biết rồi, nếu mà bán hàng trên mạng như thế này mà không chuẩn thì thực sự các bác rằng sẽ không có ai ủng hộ cả, đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ test cho các bác cùng nghe cái bộ KT600 trước, sau cái đấy là em sẽ test cái bộ DMX U2800 này và em sẽ cho các bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, được chưa? Các bác đi qua cho em super like một lượt, đừng ký kênh nút đỏ phía dưới nhá. Đây. Đây các bác nhá. Đây. Đấy, đây nếu mà các bác nhìn rõ màn hình này. Đây. Được chưa? Sóng lên rồi đấy ạ. Ok chưa? Đấy là bộ BBS KT600 các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ cùng test với tất cả các bác một chút. Test một chút và sau đó em sẽ cho các bác với một cái giá cực kỳ tốt luôn để cho các bác cùng chơi. Hết pin. 1 2 6 7. Em sẽ test qua thôi. Em sẽ test qua một chút thôi. 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 6. Em sẽ giảm effect để cho các bác cùng nghe. Alo. 1 2 6 7. Lên. Con này bị hết pin. Con này bị tắt hết pin. Ok, hết pin. Với hai bộ mic BBS chính hãng ngày hôm nay em lên cho tất cả bác nhá. Một sự chọn vô cùng tuyệt vời luôn. Với cái giá thì nó em khẳng định là tốt luôn. Ok, đầy pin rồi đây. 1 2 4 5 6 7. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ 1 2 6 7. Rất là lẩy luôn, tiếng mic rất là lẩy luôn, được chưa? Đấy là bộ KT600. Và bây giờ em sẽ cùng lắp cái bộ BBS DMX U 2800. Đây sẽ giảm nhỏ cái
âm lượng mic đi để cắm cho các bác cùng xem nhá. Đây em sẽ bỏ tay xuống bởi vì tay em cho các bác xem rồi, đây hai bộ duy nhất thôi, được chưa? Chỉ em chỉ có hai bộ duy nhất thôi, chính vì thế cho nên là các bác tham khảo và sau cái đấy là sẽ chọn cho mình một bộ mic ưng ý nhất, được chưa? Đây bộ KT600 đây các bác nhá, BBS này, được chưa? Đây là BBS KT600 đây. Nếu mà bác nào mà đã từng sử dụng qua cái dòng này hoặc là đã được tham khảo qua với cái dòng BBS thì các bác nhìn này các bác biết rằng là hàng này có phải hàng chính hãng không, đúng không ạ? Em không phải giới thiệu nó quá nhiều nữa. Và ngày hôm nay thì em có lẻ ra hai cái bộ này lên cho tất cả các bác với một cái giá cực kỳ tốt cho các bác chơi nhá. KT600 này xong này, được chưa? Đây BBS này, Pro Sound này, đây chính hãng luôn của BBS các bác nhá. Đây là một cái dòng mic không dây của BBS chính hãng, được chưa? Được kể tên là DMX U2 2800. Đó, hàng chính hãng luôn. Bây giờ em sẽ test cùng với tất cả các bác đi test cái chất âm của cái bộ mic này nhá. Và sau đấy em sẽ cho các bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, hai bộ đây. Tổng đồ cái tay của đây. Đấy các bác nhá. Tay của cái mic U2800DMX này. Được. Em để tắt mic ở đây vang. Được chưa? Được, 1, 2, 6, 7, được, đi, xong. Được chưa? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Con này thì độ nhạy của nó rất là cao nhá. Độ nhạy của con DMX này còn cao hơn cả con KT600, được chưa? Độ nhạy nó còn cao hơn. Được, 1, 2, 6. Độ nhạy của con này rất là cao. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Tiếng rất là lực các bác ạ, hát rất là nhẹ và tiếng rất là lực. Con này thì sử dụng côn trắng các bác nhá. Đây em sẽ giới thiệu luôn này. Con này sử dụng côn trắng này, để cho côn zin luôn. BBS. Đó, côn trắng này, BBS này. Đây là một dòng côn rất là hay của BBS các bác nhá. Các bác chơi mic kiểu đó có thể là tham khảo và có thể biết được rằng đây là một cái dòng côn mic rất là hay của dòng BBS, được chưa? Đây, tay chân của nó đây. Rất là đẹp luôn, rất là ok, được chưa? Và em không về, em cũng nói luôn. Với hai bộ mic ngày hôm nay em lên cho tất cả các bác thì em sẽ để cho các bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn cho các bác chơi, được chưa? Một bộ BBS KT600 ngày hôm nay em lên cho tất cả các bác này, và một bộ DMX U2800, được chưa? Hai bộ này duy nhất ngày hôm nay, em chỉ có hai bộ này duy nhất thôi. Cho bác là may mắn để mà ngày hôm qua săn cái bộ mic kia của em chưa kịp mua thì nó đã hết mất rồi. Thì ngày hôm nay em có hai bộ này này các bác này. 1.750.000 em bao ship, được chưa? 1.750.000 em bao ship, tặng đầy đủ dây rác phụ kiện chống lăn chụp đít cho tất cả bác này, được chưa? 1.750.000, không tội gì các bác phải chơi mấy cái dòng mic trôi nổi trên thị trường làm cái gì, được chưa? Cái giá của nó thì chỉ bằng mấy cái dòng mic gọi là trôi nổi trên thị trường thôi, mà đây cái bộ mic chính hãng của BBS, tay chân còn đẹp như thế này thì em khẳng định các bác rằng giá này là giá tốt nhất thị trường rồi. Bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em nhé, liên hệ trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin cho em qua số điện thoại là 0982 838695, được chưa? Để đặt hàng với bộ mic này. Em nhắc lại này, hai bộ này em chỉ lọc được hai bộ này duy nhất, đồng giá xả cho tất cả bác này 1.750.000 em bao ship, được chưa? Ok, cảm ơn các bác rất nhiều cùng xem video ngày hôm nay.